Lộ clip đi ra ghênh cưng chiều bảo vệ hôn Lara giữa đám đông fan hỗn loạn. Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc được cho là đi ra ghênh hết lòng bảo vệ hôn Lara giữa đám đông hỗn loạn được fan chia sẻ như vũ bão. Tối ngày 8 tháng 1, 2017, mạng xã hội Twitter và các trang fanpage của Big Bang, JNA1 nổ tung trước clip được cho là đi ra ghênh hôn Lara giữa đám đông fan hỗn loạn. Từ Twitter của trang tin Korebop Pool, clip Diragon bảo vệ một người con gái trùm kính mặt bằng mũ xanh giữa đám đông khiến fan hỗn loạn gây sốt. Và người con gái này không phải ai khác mà chính là Dara, cựu thành viên JNE1. Diraga bảo vệ một người con gái trùm kính bằng mũ và người con gái này được cho là Dara, cựu thành viên JNE1. Trong đoạn clip quay chậm, Diragon ghệ sát đầu vào người con gái này và có vẻ như đã trao cho cô nàng một nụ hôn nhẹ. Tuy đây chỉ là suy đoán, sau nhiều fan được một phen náo loạn vì đoạn clip này. Dựa vào trang phục của người con gái bí ẩn, fan càng thêm chắc chắn đây là nữ ca sĩ Dara. Sau khi khinh xếp của Big Bang diễn ra, một người bạn thân của Diragon đã chia sẻ bức hình Dara đứng trên khán đài từ xa, nhìn vô định về phía sân khấu với dòng trạng thái Dara đang buồn. Có thể thấy rằng trang phục của Dara trong hình trùng khớp với trang phục của cô gái được Diragon bảo vệ trong đoạn clip gây chú ý. Trước đoạn clip này, fan của Big Bang và JNE1 đều rất vui mừng vì cuối cùng cặp đôi chị em thân thiết này đã có được một khoảnh khắc thần thánh để đời. Hiện fan của Big Bang và JNE1 đều đang chia sẻ clip này với tốc độ vũ bão. Fan của cặp đôi nắm lùn nhà Ziggy này vô cùng vui mừng khi cuối cùng cũng bắt được cơ hội ngàn năm có một. Trước đây, Diragon và Dara cũng đã từng dính tin đồn hẹn hò khi nhiều lần thể hiện pha tình cảm ngọt ngào trên sân khấu. Song song với luồng ý kiến ủng hộ Diragon và Dara hẹn hò, vẫn có những bình luận cho rằng hai nghệ sĩ chỉ đơn giản là chị em thân thiết. Nụ hôn nhẹ lên đầu Dara có lẽ giống như hành động bình thường của một người anh đối với cô em gái dễ thương, mặc dù Diragon nhỏ tuổi hơn. Trấn Thành, Khánh Thi trêu chọc, nhắc đến phát ngôn gây bão tuần qua của Mai Ngô. Cụm từ attitude của Mai Ngô khiến giám khảo Khánh Thi bật cười và MC Trấn Thành nhắc đi nhắc lại trong show chính, Show You Think You Can Dance, thử thách cùng bước nhảy 2016. Show You Think You Can Dance, thử thách cùng bước nhảy tập 9 vừa diễn ra đã mang đến nhiều tình tiết thú vị. Ca sĩ Đoan Trang đảm nhận vị trí giám khảo khách mời bên cạnh Khánh Thi và John Huy Trần. Sau tiết mục vẽ, đến từ Lê Hiếu và Vũ Công Gia Bảo, Trấn Thành hài hước nhắc lại cách phát âm attitude thành attitude gây bão của Mai Ngô tuần trước. Đây mới đúng là thái độ hip hop, tiếng Anh chúng tôi gọi là attitude. Khánh Thi không nhận được cười, Trấn Thành tiếp, chị Thi cười cái gì, nếu chị cứ cười như vậy thì lần sau ai biểu diễn attitude đó cho chị coi nữa. Nữ giám khảo nói, tại nhớ đến tuần trước khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Johnny Trần nhận xét, trong năm mùa của thử thách cùng bước nhảy, hôm nay là ngày đầu tiên anh hài lòng với tất cả các tiết mục. Đăng Quân và Minh Phượng mở màn đêm thi bằng bài nhảy kể về cặp đôi nghèo nhặt ve chai. Họ yêu nhau bằng sự lạc quan và không cần biết đến ngày mai. Xem xong bài thi dễ thương này, Đoan Trang nhận xét, chị không bao giờ muốn ngồi đây để làm bà tiên, nhưng chị thấy hai em quá đáng yêu nên không khen không được. Đăng Quân là người phải solo 30 giây mỗi tuần đúng không? Qua mỗi lần solo 30 giây, em học được rất nhiều điều và thể hiện cho khán giả biết cá tính riêng của em thế nào. Chị đánh giá cao về điều đó. Còn với Minh Phượng, chỉ ấn tượng những động tác xoạc chân cao của em, rất dẻo và chắc. John Hy Trần cho rằng đêm thi top 6 thường thí sinh sẽ rất áp lực, nhưng hôm nay các em không lo lắng gì cả. Anh, Khánh Thi và Đoan Trang ngồi đây cũng cảm thấy rất thoải mái vì các em thoải mái trên sân khấu. Hai em làm động tác dễ thương và đáng yêu, nếu kiểm soát được điều này trong bài tiếp theo, anh nghĩ các em sẽ vào top 4. Tiết mục Yêu Dấu Theo Gió Bay đến từ cặp đôi Lê Hiếu, Hồng Hạnh. Đoan Trang hào hứng nói rằng cặp đôi giống như nghệ sĩ thật sự, chị không còn thấy các em đang đi thi nữa. Khánh Thi đồng quan điểm với giám khảo khách mời. Lê Hiếu tiếp tục chứng minh em là vũ công tốt, tuổi trẻ tài cao. Ở em tôi thấy được sức bật, mỗi lần em nhào lộn, độ bật từ mặt đất nhảy lên của em rất nhẹ. Hồng Hạnh cũng vậy, em làm rất tốt. Tiếp mục thứ 3 đến từ cặp đôi Minh Thông và Thu Phương. John Huy Trần ngạc nhiên trước phần thi của Minh Thông và Thu Phương. Tại sao lúc tập các em không làm như vậy? Anh sợ lắm, nhưng hôm nay các em làm tốt, anh rất ngạc nhiên.
Vì lúc tập toàn là trượt té, quên bài nên anh la các em rất nhiều. Nhưng sự la mắng của anh đã có kết quả tốt đúng không? Trấn Thành đáp lại câu nói của John Huy Trần: anh đừng lấy thành quả của thí sinh để bao biện cho sự tra tấn tinh thần của anh như vậy nhé. Sự hài hước duyên dáng của nam MC khiến người hâm mộ cười ngất. Trong khi đó, Khánh Thi đánh giá. Khánh Thi được mệnh danh là giám khảo sát muối thí sinh nhiều nhất trong chương trình. Thu Phương, bình hoa di động của tôi, tuần rồi em là cành hoa được cắm trong bình hoa. Còn tuần này, nhờ John Huy Trần dẫn bài mới thấy vẻ đẹp của em. Em là bông hoa cần được tưới, và hôm nay bông hoa nở rất đẹp. Kiện tướng Dancebot cũng khen ngợi Minh Thông làm trò vai trong tiết mục này. Tiết mục Hoa Thơm Bướm Lượn được vũ công Tố Như kết hợp cùng anh chàng Đăng Quân, đoàn trang hào hứng. Chị không thể ngờ được một anh chàng trai hip hop, Dancebot có thể bưng bê ngọt ngào, nhẹ nhàng như tơ. Rất sớm để nói ai sẽ là người dẫn đầu cuộc thi này, nhưng chị vẫn đặt niềm tin ở em. Chị mong em lọt vào vòng chung kết và sẽ chiến thắng ở vị trí nào đó, nhất là em đang chiến thắng trong lòng chị. Bà xã Phan Hiển không giấu được sự hài lòng. Từ khi vào top 10, tôi được thấy các vũ công ngôi sao nhảy với thí sinh, đa phần vũ công ngôi sao nổi trội hơn thí sinh. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên có một thí sinh phần nào tỏa sáng hơn cả vũ công ngôi sao, đó là Đăng Quân. Đây không còn là một bài thi mà giống như bài trình diễn dân gian đương đại để khán giả thưởng thức. Lúc này, tôi có chút ngẹn ngào khi em gọi về cho mẹ. Tôi biết tính em rất độc lập và em không phải là người kêu ca ủy mị. Em là vũ công thực thụ, em sống cho em và biết nghĩ cho gia đình. Em chứng tỏ với mọi người rằng tài năng mới là trên hết. Tôi mong rằng vòng chung kết Soyuthin Yukandan mùa 5 phải có Đăng Quân. Trấn Thành tiết lộ thêm mẹ Đăng Quân bệnh thận giai đoạn cuối. Mẹ Đăng Quân hứa nếu con trai lọt vào top 4 thì cô sẽ vào Sài Gòn. Với tài năng này, mong khán giả sẽ bình chọn để Đăng Quân được gặp mẹ sau 2 tháng xa cách. Radio là bài thi mà vũ công Mạnh Quyền kết hợp với thí sinh Minh Phượng. Sau phần thi phê phán thối sống ảo của giới trẻ hiện nay, John Hy Trần nói rất chất, kỹ thuật và thái độ trong bài này khó và phức tạp nhưng em đã làm được. Đoan Trang cho rằng liên tục những động tác khó khiến người ta theo dõi đến cuối cùng, em lo lắng với hip hop nhưng em chính là cô gái hip hop của hôm nay. Tiết mục say đến từ Vũng Công Quang Đăng và cô nàng Hồng Hạnh, Khánh Thi. Chị còn nhớ những show trước em thi với Cát Tường bài nhảy nói về người mẹ nhớ con, đây là đêm chị ấn tượng em nhất. Từ đó đến vòng bán kết, chị luôn ngờ vực rằng tại sao em vào được vì chị không thấy em tỏa sáng. Nhưng hôm nay, em bắt cặp với Quang Đăng hợp rơ hơn, bài này em làm rất tốt, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta thán phục. Phần thi Ăn Gì Đây của Minh Thông kết hợp với vũ công Thảo Uyên. Trong bài Cha Cha kết hợp hip hop, Minh Thông vào vai người phục vụ quán ăn, còn All-Star Thảo Uyên hóa thân thành nữ thực khách khó tính. Bài thi được đánh giá bùng nổ nhất đêm khiến ban giám khảo cùng người hâm mộ đồng loạt đứng lên chàn pháo tay tán thưởng. Khánh Thi phấn khích, hay quá, đây có lẽ là bài đầu tiên làm cho tôi thấy đã thế này. Minh Thông làm cho chị mãn nhãn vì độ sexy. Lúc này, nam thí sinh cởi áo khoác ngoài để lộ chiếc tạp dề bên trong, khiến bà mẹ một con bối rối che mặt. John Huy Trần cho rằng Minh Thông thể hiện bài này có duyên, bài thi mang tính giải trí. Sau hôm nay, nhiều người sẽ nhớ và nói chuyện về bài này, đó là cái quan trọng nhất. Với ý tưởng đôi khi người yêu ở ngay trước mắt nhưng chúng ta lại không thể tìm thấy đối phương, John Huy Trần dàn dựng bài nhảy đương đại trên nền nhạc ca khúc Lạc của Quốc Thiên. Sau tiết mục da diết đầy cảm xúc, giám khảo Khánh Thi ôm lấy John Huy Trần thể hiện sự hài lòng. John Huy Trần khen ngợi, lúc tập bài đòi hỏi của anh rất cao, chắc em rất mệt khi gặp mặt và nghe giọng nói của anh. Mỗi ngày em phải nghe lời mắng rất nặng, anh biết những lời nhận xét đó làm em buồn, nhưng hôm nay anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. Trong khi đó, giám khảo Khánh Thi bật khóc. Chị không biết em đã trải qua tình cảm trong sự bão tố chưa, nhưng chị trải qua rất nhiều. Nó giống như cuộc tình của chị vậy, yêu lạc nhau rồi tìm về với nhau. Sau đó, kiện tướng Dancebot dành lời cảm ơn đến John Huy Trần và đề nghị anh hãy dựng nhiều hơn nữa những bài nhảy như vậy cho thí sinh. Xen kẽ các bài thi đôi là 6 phần solo 30 giây của 6 thí sinh. Trong 6 thí sinh, Đăng Quân là thí sinh duy nhất được ban giám khảo cũng như khán giả đứng lên vỗ tay khen ngợi vì quá xuất sắc. Quán quân Việt Nam Got Talent mùa đầu đã 4 lần rơi vào top nguy hiểm phải solo 30 giây. Điều này khiến nhiều người nhớ đến trường hợp của Lâm Vinh Hải mùa đầu tiên. Anh chàng solo liên tục nhưng đã đi đến vòng cuối cùng và đạt danh hiệu vũ công được yêu thích nhất. Dù đêm thi top 4 chưa diễn ra nhưng các All-Star, giám khảo cũng như người hâm mộ đang hy vọng Đăng Quân sẽ lại chinh phục được khán giả như anh chàng đã làm được 4 năm trước đây. Từ top 6, ban giám khảo không còn quyền giữ hay loại thí sinh mà thay vào đó là khán giả.
Cuối đêm thi này, Trấn Thành cũng công bố Minh Thông, Hồng Hạnh dừng bước do có lượt bình chọn thấp nhất, đồng nghĩa Lê Hiếu, Đăng Quân, Minh Phượng và Thu Phương đã ghi tên mình vào top 4 của cuộc thi năm nay. Show 9 còn có tiết mục khách mời của giám khảo Đoan Trang trong ca khúc Mambo Italiano và phần trình diễn BAM của top 6.